Và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu bản lề. Đây là màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Và đây là màn hình máy của game thủ Yugi. Thất bại ở trong trận thi đấu đầu tiên đã làm cho cuộc chơi của chúng ta trở nên hơi phức tạp thêm một chút xíu. Nhưng tôi nghĩ rằng với trình của game thủ Truy Mệnh và trình của game thủ Yugi thì Lạp và Hổ. Lạp và Hổ không phải là đối thủ. Quan trọng là hai game thủ Truy Mệnh và game thủ Yugi vẫn đang còn quá nhiều sức lực. Các anh vẫn đang muốn mình được ngồi ở dàn máy, một dàn máy hit, một dàn máy với màn hình 40 inch lâu hơn nữa. Và quan trọng là người xem đã xem chim sẻ quá nhiều rồi. Và các anh muốn rằng người xem phải để ý đến mình, cho nên muốn câu giờ để kèo sẻ hết, kèo mình vẫn còn. Quay trở lại màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Điều đáng tiếc nhất ở giải đấu năm nay là không lấy được tiếng game. Và điều đáng tiếc nhất cũng hiểu tại sao. Và đã cố cắm tai nghe của mình vào rồi, không cắm qua tiếng, không lấy ra cổng USB nữa và lấy thẳng qua cổng tai nghe của mình, nhưng vẫn không lấy được tiếng game. Vì vậy các bạn không thể nghe được tiếng chim kêu vượn hú. Có lẽ rằng tôi sẽ bắt chim sẻ đây hú để cho các bạn vâng cứ tưởng tượng đấy là chim. Bắt he he ra hú vượn, chắc he he giống vượn. Hồi xưa giờ là như vậy thôi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Cả 3 trận thi đấu đền bài của game thủ Truy Mệnh đều đẹp. Yugi trận này có vẻ hơi sương hơn so với trận trước một chút xíu. Trận đầu tiên Yugi còn phải đập lô cơ, nhưng trận đầu tiên còn suýt thắng. Nếu game thủ Truy Mệnh đánh chắc tay trong trận thi đấu đầu tiên thì có lẽ rằng bây giờ tỷ số đã là 2-0. Uấy, bãi cỏ phụ, uấy, đôi vòi đấy, được đấy. Kèo lại bắt đầu cân trở lại. Không giật luôn, vẫn quyết định đi dò, cắt thằng khác đi giật đôi vòi này về. Đây màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. 14/16, đóng nghe. Có rừng thông, có rừng già, thậm chí còn hai rừng thông. Cho thằng Tuân nó uống thuốc đi. Vâng, bây giờ đã là 8:40 ở bên phía Trung Quốc, 9:20 bên phía Trung Quốc. Ông Tuân Tiền Hải bây giờ ông vẫn đang như kiểu là 8:00 sáng ấy. Ông vừa mới ăn buffet buổi sáng xong rồi sao khỏe thế không biết. Vẫn như giây phút đầu tiên vậy. Máy này chắc chả phải thay dầu thay nhớt bao giờ. Vẫn đang bòn trơn trù lắm. Chúng ta hãy cùng chờ xem Truy Mệnh ở trận thi đấu này kích 25 hay là 26 nông dân. 26 đến từ game thủ Truy Mệnh. Một bài có rừng nhiều và không được nhà. 26 là hợp lý, đánh 5 nhà quân. Còn đây là màn hình máy của game thủ Yugi. 25 B đã bắt đầu được căng dần xuống phía bên dưới.
Speed đã được tăng lên 2.0, đôi vòi đã về nhưng bãi quả ở phía bên trên. Như vậy cũng đã có đồng dần đóng trước BG phía bên trên để ăn quả. Jiwi đang nghiên cứu xem mặt nào mặt yếu để có thể bò bế và mặt nào thuận lợi để có thể đóng nhà quân. Xuống cái này thấy thêm đồ ăn nữa này. Khả năng cao là thấy thêm đồ ăn nữa. Ôi ơi, BB đóng với là vẫn hở đấy. Có khả năng cái BB vẫn hở so với cánh rừng. À không, gốc gỗ đã kín. Quay trở lại màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. Hai mươi sáu gỗ của game thủ Truy Mạnh, rất nhiều, các bạn có thể thấy là nhìn gỗ Truy Mạnh gần 4 lít gỗ. Bài này về nhà tha hồ quay ruộng, hai nhà lên sớm hai nhà lên muộn. Đây là BM, còn đây là BA. Vâng, đánh hôn mã L trước A sau. Truy Mạnh là người lên đời hơi muộn hơn so với các nhà còn lại một chút xíu, và Yugi cũng muộn hơn nhưng chỉ là vài phần trăm giây thôi. Bé tiếp theo dành cho thủ Truy Mạnh, kích chặt gỗ và sau đó thì tiếp tục kéo nông dân về ăn gỗ và vẽ ruộng. Màn hình máy của game thủ Jiuki vẫn như thường lệ, Jiuki tiếp tục lại đẩy dò. Và chiến thuật đánh 2-2 hỗn mã thì chỉ cần một người sóc dò thôi. Chỉ cần một người sóc dò báo về bên kia thế là đủ. Nhìn chỉ số lên đời, nhìn chỉ số dân sẽ biết là ai sẽ là người lên đời sớm ít dân hơn, và sẽ báo về và biết ai là người đánh chủ lực, như vậy là đủ. Jiuki sẽ là 4 nhà quân, còn Truy Mạnh sẽ là 5 nhà quân. Đây là màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. Vâng, thực là bẹt tè lè nhè. Truy Mạnh sẽ cố gắng đóng thêm một nhà quân nữa. Vị trí này là hơi dài, như vậy là thêm một nhà BA nữa. Với cách đánh hay để lọt nhà của mình thì game thủ Truy Mạnh đóng nhà quân như vậy là hợp lý, khá khá sát nhau. Tuy việc đi quân là hơi khó ở những thời điểm đầu tiên và việc công vào là hơi khó đỡ, nhưng với việc hay lọt nhà thì tôi nghĩ game thủ Truy Mạnh đóng nhà thì thế này là hợp lý. Tiếp tục quay trở lại với Yugi. 31/36, Yugi cũng bắt đầu đã có bánh xe. Màu 6 nằm ở góc 8 giờ, gần 8 giờ, còn màu 7, à xin lỗi bạn, còn màu 2 ở trận thi đấu này nằm ở trên góc khoảng 10 giờ, 9 rưỡi gần 10 giờ. Truy Mạnh cũng bắt đầu có quân. Tơn đầu tiên Truy Mạnh cò hoàn toàn về. Đây rồi, màu 2 tới vậy. Hơi dốc. Nhưng hai chiếc VE có vẻ vẫn kín. Đặc sản của Việt Nam một khác. Còn bên này Jiuki không biết là ăn được nông dân nào đến từ màu 6 rồi. Đây. Không bao giờ bo được cái vị trí này. Có con ngựa giò đứng ở đây cảm giác như yên tâm hoàn toàn. Jiuki vẫn đang đứng để lón lóng tơn quân thứ hai của đội bạn. Đấy rồi, ruộng chính. Kích thẳng vào cái nhà chính. Sau đó thì cho con sọc đơn nó ăn dần. Thế thôi. Tách. Hai sọc đơn làm việc, không có phải vẩy e. Đội bạn vẩy hộ, được, tụ dân vào. Nhà mình chưa bị công, tốt, nhà của game thủ Truy Mạnh đang bị 2-1. Biết ngay màu 6 tạt sang đây ngay. Nhưng Truy Mạnh bây giờ là kín rồi, đóng nhà quân như này tôi bảm bảo tôi yên tâm với Truy Mạnh lắm, với lại cách đóng nhà quân này tôi yên tâm lắm. Chứ Truy Mạnh mà đóng hở ra phát là tơn đầu tiên màu 2 lọt vào là bây giờ mất tay vô cùng rồi. Nhưng nhìn cách đóng nhà quân yên tâm luôn. Và chỉ cần đóng nhà quân như thế này thôi là tỷ lệ win cao lắm rồi. Quay trở lại màn hình máy của cái thủ Jiuki. Đấy, đánh bóng đấy. Đấy, đúng rồi. Tốt. Một pha vượt rào thành công đến từ cái thủ Jiuki. Vào, tên này không vào hơi phí. Vào. Đúng rồi, trời ơi, của ngon vật lạ nó nằm trong này cả chứ đâu. Thôi,
Thôi thôi thôi, tách sọc đơn vào ruộng. Thôi 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 thôi, cùng giờ đi ra ngoài, tách sọc đơn vào ruộng. Một BG chạy nữa của game thủ Chiêu Ghi. Thôi đấu làm gì anh Giái, tuần này đấu làm gì. Đấy rồi, vào ruộng trước từ lúc đầu, bây giờ có phải nó mất tay không? Vừa chạy được khung R và vừa ăn được dân, chấp hai con sọc đơn. Ui trời ơi, lại còn đây nữa này. Người toàn cống vật. Thơm thế nhỉ. Chuẩn bị 2-1 em ạ. Đây màn hình máy của cái thủ Chí Mạnh. Thật biết ngay mà thằng này lại để lọt nhà. Nó khó chịu thằng này thật. Cái nhà nó đã kín như vậy rồi, đóng nhà quân như vậy rồi, vẫn lọt. Tí nữa vẻ cho ăn mứt sấy khô. Tham Lai tụt xuống còn 4-4. Chá bằng Tham Lai, Chiêu Ghi bây giờ Tham Lai còn 6x. Đấy, già lầm cầm rồi, bây giờ vẫn đánh được Tham Lai 6x. Nhà vẫn kín bưng. Ngon lành, đấy chưa kể đẩy được nhà cái thủ màu 6 nhá. Ăn được dân màu 2 nhá, quấy được màu 2, ăn được dân màu 2 nhá. Đẩy được màu 6 nhá. Con nhà ông này kín. Để lọt thì tôi sợ nhất ông này lọt nhà mà lại. Ông này lọt nhà tay chân nó cứ lòng vòng mà hồi lại lâu chứ đấy. Sa mạc lời. Thôi quay sang Chiêu Ghi tiếp, nhìn cho nó sáng sủa. Tiếp tục quay trở lại với Chiêu Ghi. 76/104, Tham Lai cũng này đến từ Chiêu Ghi. Chiêu Ghi chỉ cần hơi khẽ rừng mỏng thôi là đi chỗ khác ăn ngay. Không chuyện chặt để thủng rừng. À, nhưng mà quả này hơi dài đấy, BE này hơi dài đấy. Đấy, bắt đầu vào. Vâng, Ken của BE này được không? Ken của BE vào dễ không? Vậy. Ui ui. Hơi xịt. Đấy, vào trong cứ cuồng ngon vật lạ cậu sơi thôi. Đấy, nông dân cứ bu vào, à sọc đơn cứ bu vào nông dân thế thôi. Mình thích thì mình bu vào thế thôi. Đấy, Truy Mạnh bơm thực sang phía bên này. Đây màn hình máy cái thủ Truy Mạnh, ông này bội thực rồi. Tham Lai 37. Rồi, Chiêu Ghi tỏ lắm. À, không có Chiêu Ghi trận này thì đúng là... Anh Chiêu Ghi không đánh xuất sắc trận này thì không biết là như nào mà lần nữa. Tiếp tục quay trở lại với màn hình máy cái thủ Chiêu Ghi 74. À, nhìn chuẩn bị nhìn Chiêu Ghi lọt nhà nhá, chuẩn bị nhìn Chiêu Ghi lọt nhà nhá. Không bao giờ có kiểu như kiểu Truy Mạnh lọt. Và chúng ta cũng xem màn hình Chiêu Ghi để xem Chiêu Ghi lọt nhà. Đấy, bắt đầu én vầy. Sau đó thì bắt. Ở ngoài vẫn chốt được. Tham Lai không giảm. Vẫn nâng được cái công 4. Quay trở lại màn hình máy của game thủ Truy Mạnh 46. Màn hình máy của cái thủ Chiêu Ghi, Truy Mạnh vừa gặp Tân Quân to hay sao ấy. Đây màn hình máy của thủ Truy Mạnh 43, cóng đít. Tưởng đâu vậy bắt được nó. Đây này. Ngồi. Tập cầm đồng đăng, tiết mục ca múa nhạc cải lương tuồng trèo. Ở phía trong nhà cái thủ Truy Mạnh có hết. Màn hình máy của thủ Chiêu Ghi 84/112. Chiêu Ghi tiếp tục một lần nữa ốp chạy game thủ màu 6. Nhưng bây giờ thì game thủ màu 2 lại là người nở ra. Bài màu 2 là bài rất khung và đẹp. Cho nên các game thủ bên phía Trung Quốc họ sóc dần là cũng rất nhanh. Nên màu 2 những phút tới mới là người nguy hiểm. Chiêu Ghi đốt xong tên này sẽ tụ được một lượng quân cần thiết. Và thẳng mặt màu 2 luôn nhá. Thẳng mặt màu 2 luôn. Ui dài. Quay trở lại với Chiêu Ghi, 95 đến từ cái thủ Chiêu Ghi. Bây giờ 2 mới là nguy hiểm này. 2 bây giờ mới là nguy hiểm. Chắc chắn màu 6 lọt vào thì cái thủ Chiêu Ghi vẫn là người đón lóng, vẫn bắt được. Đấy, đố nó vào đấy, đố vào mà vào là chết. Nhưng màu 2 bây giờ mới sợ này, bao nhiêu dân rồi.
bơm rúi rụi cho Trùy Mạnh. Sáu vẫn ăn hoang được. Và tất nhiên là việc sóc quân đến từ game thủ màu 6, tuy rằng không được đều như lúc trước nhưng vẫn đủ lượng quân để có thể quấy. Thậm chí game thủ màu 6 bây giờ có thể cân được với game thủ Trùy Mạnh. Đấy, chỉ một tí xíu thôi đã nhìn thấy dân game thủ màu 2 cái tính cả vóc rồi. Chạy nhông nhông bãi khô. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy game thủ Trùy Mạnh tiếp. 49 bận lắm. Bốn mươi ba tiếp tục quay trở lại với Yugi. Một lít Yugi đang có khá nhiều quân đứng giữa nhà cầu thủ màu 6 và nhà cầu thủ màu 2, nhưng tạm thời cầu thủ Yugi đang chưa muốn công vào nhà cầu thủ màu 2, đợi cầu thủ Trùy Mạnh tụ đủ lượng quân để hai nhà có thể ôm chết được nhà cầu thủ màu 2 thì sau đó mới đẩy lên. Tiếp tục quay trở lại với Trùy Mạnh. 44 ấy đấy thổ. Yugi lead 1. Ruộng như hoa lửa trong nhà ấy. 6 xem như đã bung bét hoàn toàn rồi. Hay có ôm không? Có ôm không? Thôi ôm. Ôm. Đúng rồi. Gom hết vào. Thằng Mạnh đang đâu rồi? Có bao nhiêu? Đi hết theo cậu. Mạnh đang báo về cái thủ màu 2 đã đẩy quân sang nhà cái thủ Trùy Mạnh với một lượng quân là tương đối đông. Và Yugi sẽ đẩy lên tên này. Chắc chắn game thủ Yugi sẽ đẩy lên. Đây màn hình máy của game thủ Yugi. Hai kích quân đến từ game thủ Yugi. Một kích đang móc ở bên phía bên tay trái, hướng từ góc 9 giờ lên. Và một kích đang chuẩn bị vã thẳng mặt. Thẳng mặt, thẳng mặt, thẳng mặt, thẳng mặt, thẳng mặt. À, cái gì này? Có màu 6 đứng ở giữa đường. Và game thủ Yugi đang chưa muốn và bỏ qua game thủ màu 6. Vào đây ạ, à, vào đây à. Có vẻ như lượng quân đẩy lên Yugi anh đang ước lượng là hơi mỏng. Và quyết định từ từ đã. Từ từ. Màn hình máy game thủ Trùy Mạnh 50. Dối như canh hẹ. Hai đã đẩy rất nhiều quân sang phía bên này. Đáng tiếc là cái thủ Yugi không thể ôm được cái thủ màu 2. Nhà cái thủ Yugi so với nhà cái thủ màu 2 là tương đối xa. Quay trở lại với Yugi. 115 trên 132. Yugi đang đánh theo kiểu vờn nhà cái thủ màu 2 để cho cái thủ màu 2 mất lực. Nhưng hiện tại lực đến từ cái thủ màu 2 vẫn đủ để có thể sóc được lượng quân ra để thi đấu trong trận thi đấu này. Vậy e được, vào trong được, vậy e vào trong được, đúng rồi. Ôi, kẹt, 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 kẹt. Kẹt, trời ơi, kẹt. Đúng rồi, hết kẹt, hết kẹt, hết kẹt. Úi giời ơi. Vâng, tưởng đâu trôi, ai ngờ phía bên trong bị chặn. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ Trùy Mạnh. 44 trên 72, Trùy Mạnh đang giữ, đang kìm chân tân quân của game thủ màu 2 ngay tại nhà mình để cho game thủ Yugi ở trong trận thi đấu này có thể ốp được lên phía bên trên. Tin mừng đang báo về một đội tuyển của, vâng, một cặp đôi của đội tuyển Việt Nam cũng đã lọt vào vòng bán kết. Và bây giờ thì tất cả đang hướng về Yugi và Trùy Mạnh. Tỷ số đang là một đều. Nào, 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 định bắt à, định bắt à. Ai bắt ai, ai bắt ai. Sát mép bản đồ đấy, sát mép bản đồ từ 6 giờ lên 3 giờ ấy. Đấy là vị trí mà cái thủ 16 tôi nghi ngờ đang phát triển. Ủa, đông đấy, nó đông đấy. Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Màn hình máy của cái thủ Trùy Mạnh. Ủa, Trùy Mạnh vẫn bị quân của cái thủ màu 2 đang đứng ngay nhà chính nhờ. Màu 2 đánh rất khỏe, trận này màu 2 đánh cực khỏe. Bây giờ đang muốn quản lại nhà cái thủ màu 6, nhưng bây giờ có lẽ là 6 có ruộng ở trong nhà màu 2. Và 6 đang ăn gỗ đâu đó sát mép bản đồ hướng từ nhà của game thủ Yugi xuống đến góc 6 giờ. Đây là màn hình máy của game thủ Yugi. 116. Yugi đã bành trướng ra hơn.
Nhưng bây giờ thì một mình Yugi là không đủ để có thể cân được bản đồ. Vẫn phải cần truy mệnh nữa. Sáu vẫn ra quần được. Quay trở lại màn hình máy của cầu thủ Truy Mạnh. Biết ngay mà. Nó ở đây mà. Vâng, cứ từ góc 6 giờ lên trên góc 9 giờ dọc sát mép bản đồ y như rằng. Vâng, đến top ga như mình mà biết nó ở đây. Ui ôi. Công nhận là nó xong dần khỏe thật. Vâng, nó càng giạt nó càng xong dần khỏe. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của cầu thủ Yugi. 137 đến từ cầu thủ Yugi. Màu 2 đã bung ra phía bên ngoài ăn gỗ. Rồi dần Truy Mạnh. Lead 3. Nhưng đánh về lâu về dài là tôi nghĩ là cũng khoai đấy. Tàu họ xong dần khiếp lắm. Ui ơi. Ui ơi ơi. Vào không dám vào. Mà chạy thì không chạy được. Mạnh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cuối cùng Mạnh thì cũng đã én được. Khoài đấy. Hai cực trầu Truy Mạnh bắt đầu bơm thực. Nào 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 nào. Nào được. Tơn này thì là được, chấp nhận được. Đóng ca đấy. Đóng ca đàng hoàng ấy. Nhưng mà tôi nghĩ đóng ca ở phía bên kia họ có khi họ đóng rồi cũng nên đấy. Có khi họ đóng rồi đấy. Kích 4 nê, kích 4 nê. Không biết đã nâng cấp đào vàng hay chưa nữa. Ui giời, ui giời. Bây giờ thì Truy Mạnh là người quan trọng nhất. Truy Mạnh bây giờ giữ được tham, quấy được nhà cầu thủ màu 2, trận này win. Còn Truy Mạnh bây giờ nếu mà phế, trận này thua. Đấy là chắc chắn. Truy Mạnh nên chọn một trong hai biện pháp. Một quản nhà màu 2, hai quản nhà màu 6. Một móc nhà màu 2, hai quản nhà màu 6. Không chia ra quản cả 6 lẫn 2 nữa. Chọn một biện pháp. Một là 2, hai là 6. Chọn đi. Màn hình máy của game thủ Yugi. 111 trên 168. Bây giờ thì tất cả những cánh rừng đều đã mỏng. Và game thủ Yugi đang bị móc tứ phía. Yugi có hai bãi vàng thụt ở phía bên trong. Đó là lợi thế khi lên 4 dành cho game thủ Yugi. Nhưng bây giờ game thủ Yugi cần phải căn cả thực cả vàng. Úi giời ơi, ông màu 6 đã lên xong. Chặt gỗ 3. Màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. 31. Đánh hot giờ là hợp lý chứ không phải đánh hot cũng được. Đánh hot bây giờ là hợp lý. Bên kia họ rất đông cùng R. Và chỉ cần một hot mình đi thôi là đủ. Chỉ cần hot mình đi chiêng đồng 2 thôi là đã đủ lắm rồi. Hot bây giờ nó cực kỳ cơ động. Còn lên bây giờ nếu mà lên đạp đôi mất thêm thời gian và mất lực. Đây rồi, 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 đây rồi. Mạnh tốt. Tốt. Rồi, 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 nhiệm vụ của em thế thôi. Thế thôi, thế thôi, thế thôi, thế. Thế thôi em ơi. Không ham nữa, không ham nữa, thế thôi. Rồi. Chạy đi tìm màu 6 cho anh. Nhiệm vụ của em như vậy là hết. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. À xin lỗi bạn, màn hình máy của thủ Truy Quy. Hot đã chạy là tôi yên tâm hoàn toàn rồi. Hot đã chạy là tôi yên tâm hoàn toàn. Ui giời, dân này. Một trăm hai mươi sáu trên 164 ở tham lai hôm nay đến từ game thủ Chiêu Ghi. Không biết là màu 2 phía bên kia lên 4 chưa nữa.
Chưa, giải ơi, vẫn đang đợi bá. Thôi ông ơi. Ông ơi, được rồi. Thôi được rồi, làm gì mà anh em với nhau cả, hàng xóm láng tỏi với nhau, làm gì căng thẳng thế, chưa lên 4 trong khi bên này lên 4 lâu rồi, tham lai bên này còn đang đẻ nữa. Ôi, hàng xóm láng tỏi với nhau, hành nhau nó vừa thôi. Mai còn đánh nữa cơ mà, có phải là hôm nay là nghỉ, mai không được đánh nữa đâu. Toàn con người này với nhau cả mà. À, bây giờ màn hình máy của game thủ Chiêu Ghi. Mùa 6 vẫn là cố. Không biết là Chiêu Ghi đã lên giáp 6 hay chưa? À không, vẫn đang giáp 4. Giáp 4, à vẫn đang giáp 2 thì Chiêu Ghi. Ui dài. Vẫn cố được. Tôi mà tầm này tôi nhìn thấy mấy cái con ngựa giò đuôi dài tôi quýt từ lâu rồi. Như vậy tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Yugi và cái thủ Truy Mạnh. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Và tôi bảo rồi mà, cứ kèo này bên kia trình nó không có cửa đâu. Quan trọng nhất là Yugi và cái thủ Truy Mạnh đánh chuẩn bài là được. Thành người ta màu vàng mà bị gặp rồi.